con này mà là cọc thì đẹp lắm. Con này cái đen tuyền, đốm lưỡi, lưỡi đốm 80%. Con này nó ăn hết rồi còn đâu nữa, có một tí nó đớp hết. Một tí nữa cho nó ăn. Nó đang tìm ăn. Hoa hết đẹp chưa? Đây con trắng này. Bọn bé bé này chắc không ra mắt với nó. Không dám tranh. Lông lá đẹp lắm mọi người. Nào đi ra kia. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài trên nhà đàn đấy, nghi gớm thế. Nó dẫm chết. Bà còn dẫm mẹ vẫn còn. Thế. Nào. Ăn bụng to như lợn này, vẫn ăn. Ăn thua gì? Con này tiêm tiếp gì? Tiêm. Đấy. Thôi ăn thế thôi ông tướng ạ. Con này đực cơ mọi người, đực mùi lâu. Chó không tắm nhìn bẩn đỡ chịu rồi. Con này tắm thường xuyên đấy. Thế. Nhảy ngao gì cả. À thế ở đây. Mấy hôm rồi nhảy lên là bị phóng ho, là phóng ho. Giờ sáng về tối thì nhốt thả thả muộn thôi, với lại để chỗ ấm kín gió không lạnh lắm. Đây thì tối thả muốn nằm chỗ nào nằm, lúc nào ăn thì người đông người qua hỗn thì tốt ở kia thôi. Không cho sờ nhỉ. Bảy cân. Con này tầm 7 cân. 7 cân này. Em đoán chỉ tầm 7 cân. À cho bé. Con này này, con trắng này. 7 cân thế nào? Ừ. Ở cân rồi. Cân uống lâu rồi cân đói chạy. Thế. Nhưng mà vừa ăn này lên từ đây 9 cân. Con này giống to. Ừ. Hai bạn bé hơn thì giờ đi vét nồi. Đấy, con này mà là cọc thì đẹp lắm. Đấy, ăn rồi thôi. Ác nhỉ, dữ thật. Nó không cho bọn kia ăn chanh của nó. Cậy to hơn bắt đạt. Con này đẹp mọi người.
Cọc cái tai lên tự nhiên nha. Đấy. Đi. Đấy. Đấy. Bọn cọc này ngửi ác chưa này. Đi bắt chuột đấy. Em bé tí đi bắt chuột à. Ừ. Em đi bắt chuột à. Này. Bạn này được tầm hơn 4 cân. Tai lên tự nhiên mọi người nhá. Cọc cái đấy, cọc thỏ đẹp. Chết ra nào. Từ đã. Này, nhân đâu đâu. Đáng yêu chứ này. À sao. Ơ. Cho xem nữa tí. Ủa cứ đi ngửi rồi này. Ở đây làm gì có chuột mà bắt. Ha. À, đây làm gì có chuột mà bắt. Ui dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi. Con trắng này đực nha. Trắng đực 3 tháng 3 tháng rưỡi rồi. Sắp thay lồng rồi. Đang giai đoạn mặt khỉ đấy. Ở đây là một bạn cọc cái nhá. Hôm chủ nhật đấy. Đấy. Cọc cái hôm chủ nhật chủ bảo bán 2 triệu rưỡi đấy. Đây là con sù đỏ đực to này, cũng 3 tháng cùng đàn với con trắng kìa, đang rưỡi, đấy, đang chuẩn bị thay lông rồi. Này, xem bạn này bạn, ngửi gì đấy, nhốt này, tai bé tí này, tai lên rồi đấy mọi người nhá. Úi giời, cắn gì đấy, cho xem nữa tí xong là cắn tiếp à. Đây thì cho xem nữa tí, đó, nhưng nó không cho xem mọi người này, không cho xem. Nọ này. Đấy. Cho xem lưỡi tí đã. Đây, bắt tóm cổ ra đây. Kẹp chân lại. Bạn này thì trắng một tí ngược rồi mọi người. Nhưng mà đẹp lắm. Xem lưỡi đốm không? Trả cho ta nhìn. Hình như không đốm sao. Đây, đây. Còn con này lưỡi đốm nhiều. Này cái con 2 triệu rưỡi này lưỡi đốm nhiều lắm. Con này em bán hộ thôi. Ở chợ hôm qua. Đấy, hôm qua bán hộ 2 triệu rưỡi đấy. Tai thì cũng bênh rồi. Nhưng mà tai không được căng như cái bạn này. Sợ quá dọ dọ. Được thả ra cái sướng chạy nhảy tung tăng. Đi ra đây. Nhảy tự nhảy ra. Tự nhảy ra. À ra đây. Đây, sách cổ ra. Đây, đi vệ sinh đi. Đây mọi người này, chó nhốt trong này cả ngày khô cong, không bao giờ có chuyện đi vệ sinh bẩn. Con nó vừa rồi em sách ra thì to hơn. Bé nhưng mà có võ đấy, không sợ đâu, sủa lại ngay. Đấy, cậu cái nhá các bác nhá. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Đây, còn 2 triệu rưỡi này, lưỡi đốm nhiều lắm. Xem cho mọi người xem nữa. Này, con này của chú bộ đội hôm qua mang ra đấy. Tránh ra, đánh... À, tránh ra. Xem lưỡi này. Đấy, lưỡi đốm nhiều lắm. Tránh ra, mày cứ nhảy hết lên lưỡi. Đây, lưỡi đốm rất nhiều chồng. Ấy dạ, ấy dạ. Ấy, ghê gớm nhờ. Ấy. Hai ăn cái với nhau. Ấy, nó cắn mày vì cái tội mày sinh gái hơn nó nhưng mà sao nữa. Đấy, đẹp thế. Đấy, cọc ở Bắc Hà thường là nó bị tai cụp nha mọi người nhé. Đây chỉ gốc Hà Giang thì tai nó mới như này. Đấy, tai nên càng đét này, tầm khoảng chắc là tầm khoảng 15-20 ngày nữa càng đét luôn. Cái bạn này thì ở bản nên là gầy lắm. Đấy. Màu bạn này đậm hơn nhiều đấy, màu đậm và đều. Ở đây còn hai bạn nữa, thả nốt hai bạn này ra. Hai bạn này anh kia anh gửi bán đây này. Đây đấy, sù đỏ đực này, sù vẹn này, sù vẹn phun lông luôn. Bạn này thì lông lá thì tuyệt vời luôn. Ra đây nào, đỡ nhát chưa? Bạn này hôm mới về nhát lắm này. Đấy, mõm ngắn đẹp lắm mọi người. Đâu rồi, đi vệ sinh đi, nhìn lên nào. Nhìn lên. Đây. Đấy. Thả ra phát là đi tìm các chuồng để ăn, tìm đồ ăn này.
Đấy, ba con này cùng đàn này mọi người này. Úi giời, úi giời, úi giời, ôi. Đấy, con đực kia thả ra phát là đấy, đi tìm chỗ vệ sinh luôn rồi. Chui trong đấy hay chui ra ngoài này đây? Chắc chui trong kia mọi người nhá. Đi vệ sinh rồi. Vậy nhá mọi người nhá.